Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, bước sang thiên niên kỷ mới, tình hình thế giới cũng chuyển mình với rất nhiều biến động mới. Thế giới đang thay đổi từng ngày, từng giờ, với những sóng ngầm chính trị giữa các cường quốc trên toàn cầu, sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn ngày càng khốc liệt và cam go, rất khó để đoán ai sẽ chiếm ưu thế để dẫn dắt và áp đặt luật chơi thuận theo ý mình. Đơn cử như một ví dụ về vấn đề Biển Đông, ngoài việc Trung Quốc với dã tâm chiếm trọn Biển Đông, với lập luận phi lý về đường lưỡi bò chín đoạn, thì Mỹ cũng đã điều tàu sân bay USS Reagan, đội tác chiến cùng tên được tháp tùng bởi tàu tuần dương, tên lửa dẫn đường, và tàu khu trục tên lửa dẫn đường để thị uy và khẳng định quyền lợi thông thương của nước này đối với Biển Đông. Đứng trước nhiều thách thức với thời cuộc, Nga sau thời gian dài không tham gia vào biến động xung quanh Trung Quốc, với khối ASEAN, cũng như không nêu rõ lập trường về việc Mỹ nhảy vào Biển Đông để thực thi một số quyền quốc tế. Nay họ đã thay đổi lập trường, với việc sẽ đặt căn cứ quân sự của mình tại quốc gia Lào trên phương diện hợp tác, hỗ trợ Lào trong chặng đường tiếp theo. Các bạn thân mến, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại nước láng giềng anh em Lào rõ ràng sẽ ảnh hưởng chung đến đại cục của khu vực, thế nhưng ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì hãy cùng phân tích kỹ hơn trong video này nhé. Đầu tiên có thể hiểu rằng, việc cho xây dựng căn cứ quân sự tại Lào thể hiện Nga đang nỗ lực mở rộng sự hiện diện của mình ở các quốc gia khác nhau trên thế giới, từ đó đẩy lùi ảnh hưởng Mỹ và Trung Quốc, đồng thời gia tăng ưu thế trên trường quốc tế. Việc Nga đặt căn cứ quân sự ở Lào được xem là bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của người Nga lại cực kỳ khó khăn. Theo các quan chức Lào, quân đội Nga đã bắt đầu rà phá các vật liệu chưa nổ còn sót lại tại một khu vực rộng khoảng 500 hectare ở tỉnh Siêng Khoảng nhằm phục vụ công tác xây dựng một sân bay và cơ sở quân sự mới trong kế hoạch mở rộng viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Nam Á này. Theo hãng tin CNN, một đội rà phá bom mìn của Nga đã làm việc với các đối tác của Lào để rà phá bom mìn, với nhiệm vụ chính trước mắt là giải quyết ô nhiễm bom mìn tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, trong một báo cáo của nhóm cố vấn bom mìn, mà Lào hiện được coi là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn nhất thế giới. Trong giai đoạn từ năm 1964 cho tới năm 1973, Lào đã phải hứng chịu số lượng bom kỷ lục, có thể lên tới 250 triệu quả bom bi. Bất chấp việc chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, một phần trong số những quả bom này vẫn chưa phát nổ, âm thầm gây nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của người dân Lào, nhất là những thế hệ sinh ra sau chiến tranh, không biết về sự nguy hiểm của bom mìn. Theo ước tính, có khoảng 20.000 người Lào đã thiệt mạng do bom mìn sau khi chiến tranh kết thúc. Ngoài ra, một số báo cáo cũng cho biết, có tới 30 số lượng bom bi ném xuống Lào chưa từng phát nổ. Các công tác rà phá bom mìn ở Lào mới chỉ chính thức được bắt đầu từ năm 1994. MAZ đánh giá rằng, quốc gia nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á này có tới 2.000 cây số vuông bị ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Diện tích này lớn hơn cả thủ đô London của nước Anh. Với sự hỗ trợ của người Nga, giới chức quân sự Lào hy vọng có thể sẽ sớm giải tỏa được những khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những khu vực gần các thị trấn, làng mạc nhỏ. Việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Lào và Nga ở thời điểm hiện tại cũng khiến nhiều người tin tưởng rằng Lào sẽ sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm bom mìn nghiêm trọng. Ngoài ra, việc quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài cũng được coi là cách để tăng cường hình ảnh của lực lượng này, đặc biệt là với truyền thống phương Tây, vốn có cái nhìn rất khắt khe về Moscow, đưa tin về sự hỗ trợ của Nga dành cho Lào. Nguồn tin CNN thông tin các lực lượng vũ trang của Nga và Lào đang cùng nhau xây dựng sân bay mới này để biến nó thành một sân bay hiện đại bậc nhất và sẽ được chia thành hai khu vực khác nhau. Một phần khu sẽ dành cho lực lượng quân sự của Lào và Nga, và khu còn lại dành cho mục đích dân sự. Ngoài ra, quân đội Nga dự định sẽ tăng cường hỗ trợ đáng kể cho Lào trong tương lai, gồm cả hoạt động đào tạo và phát triển các lực lượng vũ trang của nước này. Một số công việc liên quan tới sân bay mới đã bắt đầu, nhưng công tác xây dựng thực tế sẽ chưa thể sớm tiến hành, vì hoạt động rà phá bom mìn sẽ mất một thời gian. Khi bom mìn đã được dọn sạch, chúng tôi sẽ đặt đường dây điện ngầm, chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình từng bước. Chi tiết hơn, hãng tin Sputnik khẳng định, bên cạnh sân bay, Nga còn có ý định mở rộng hợp tác quân sự hơn nữa với Lào, trong đó có việc xây dựng một cơ sở để huấn luyện cho quân đội Lào về cách sử dụng các thiết bị quân sự của Nga. Một cựu quan chức cấp cao của chính phủ Lào nói với Sputnik rằng hai bên mở rộng hợp tác theo thỏa thuận mà họ đã đạt được về an ninh và quốc phòng, cũng như với dự án sân bay mới. Theo các thỏa thuận, hầu hết chương trình hợp tác sẽ bao gồm đào tạo và giảng dạy kỹ thuật quân sự cho các lực lượng vũ trang Lào. Trước đó, trong năm 2018, Lào đã đặt mua một loạt trang thiết bị quân sự khủng, xe tăng T-72B-1MS và một số lượng không xác định máy bay huấn luyện JAC-130 từ Nga.
sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow một năm trước đó của Thủ tướng Lào, và hai quốc gia đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự. 4 trong số các xe tăng sau đó đã được công ty của Nga chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Lào, và chúng từng tham gia cuộc diễu binh năm 2019, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân Lào tại thủ đô Vientiane. Việc Nga xây dựng căn cứ không quân tại Siêm Khoảng và cung cấp xe tăng T-72B1 cho Lào tiếp tục chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước, trực tiếp hỗ trợ xây dựng lực lượng quốc phòng nước bạn Lào thêm vững mạnh. Cũng liên quan đến sự hỗ trợ của Nga dành cho Lào, tháng 4 năm 2019, hãng thông tấn đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga và Lào đã nhất trí về các lĩnh vực mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước bên lề hội nghị về an ninh quốc tế tại Moscow. Thời gian xây dựng căn cứ quân sự này không được công bố chính thức, nhưng rõ ràng nó sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc giả phá bom mìn và vật liệu chưa nổ. Các nhà báo của hãng tin cũng cho biết thêm, ngoài việc quân đội Nga xây dựng một căn cứ không quân, thì Nga cũng sẽ bố trí trụ sở cho lực lượng phòng không quân sự của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Cần lưu ý rằng, Nga đang tích cực hợp tác với Lào, và rõ ràng việc cung cấp căn cứ không quân cho Nga là một trong những điểm nhất trí giữa hai nước. Thế nhưng tại sao Nga lại chọn Lào? Các bạn thân mến, việc lựa chọn địa điểm để xây dựng căn cứ quân sự được cho là một nước cờ trong tổng thể ván cờ mà Nga đang muốn bày ra ở khu vực Đông Nam Á, một phần trong tham vọng mở rộng sự hiện diện quân sự ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, đó là Nga đang muốn củng cố vị trí của mình trong khu vực Đông Nam Á, mà trong đó thì Lào là quốc gia được Nga lựa chọn. Trong quá khứ, thời kỳ Liên Xô, Nga từng có tầm ảnh hưởng lớn và vị thế quan trọng đối với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á, gồm cả Lào, Campuchia, Việt Nam, thậm chí là cả Indonesia nữa. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ thì Nga gần như mất toàn bộ tầm ảnh hưởng các khu vực này. Hơn 3 thập kỷ trôi qua, đến nay, thế lực quân sự lớn thứ hai thế giới này mong muốn tái khẳng định mình là một đối tác lớn về quân sự Đông Nam Á, nhất là sau khi nước này bị phương Tây ghẻ lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine năm 2022. Thế nên, việc Nga cần làm bây giờ đó là tạo kết nối lại với phần còn lại của khu vực Đông Nam Á, của châu Á, và Lào rất có thể được xem là một nước cờ hiện tại của Nga. Thưa quý vị và các bạn, việc Nga xây dựng căn cứ không quân tại Siêm Khoảng tiếp tục chứng tỏ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng chặt chẽ giữa hai nước. Điều này trước tiên có lợi cho cả hai quốc gia này. Cụ thể, Lào sẽ được Nga hỗ trợ lực lượng, xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh với nhiều vũ khí hiện đại, phù hợp với tiềm lực kinh tế. Còn về phía Nga, mặc dù quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở đoạn tốt, tuy nhiên, sự hiện diện quân sự tại Lào sẽ khiến Trung Quốc phải dè chừng khi thực hiện những tham vọng của mình. Sự có mặt của lực lượng quân sự Nga tại đây đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới Mỹ, khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc thực hiện các ý đồ trong khu vực, đồng thời không thể không kể đến một lợi ích vô cùng thiết thực với bản thân Liên bang Nga. Với sự hiện diện sâu sắc về mặt quân sự của mình, sẽ giúp Nga bán được nhiều vũ khí hơn trong Đông Nam Á. Về mặt kinh tế hợp tác, năng lượng, vận tải, hàng không, chinh phục vũ trụ giữa Nga và ASEAN cũng sẽ được đẩy lên một bước tiến mới. Còn đối với mọi tính toán của Việt Nam, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại Lào cũng đồng nghĩa đặt dấu chấm hết cho việc Trung Quốc muốn hiện diện quân sự tại đây. Trung Quốc đã lấy lòng được Campuchia, nhiều khả năng sẽ có căn cứ quân sự tại quốc gia này. Vì thế, nếu nước bạn Lào cũng ngã theo Trung Quốc, đó sẽ là bất lợi cho Việt Nam. Nói thêm về Lào, đây là quốc gia có vị trí địa lý không giáp biển. Năm 2022, các xe tăng T-72B1 mà Nga cung cấp cho Lào đã được chở bằng đường biển tới một cảng của Việt Nam và được vận chuyển về Lào bằng đường bộ. Điều này đã cho thấy sự tin tưởng quân sự giữa Nga, Lào và Việt Nam theo hướng này. Trong thời bình, Nga có thể âm thầm chuyển những vũ khí chiến lược mà Việt Nam đặt mua. Còn trong thời chiến, Nga có thể nhanh chóng bí mật chuyển giao vũ khí, đạn dược cho Việt Nam ta. Điều này là vô cùng quan trọng cho những cuộc chiến dài ngày. Tự chung lại, việc Nga đặt căn cứ quân sự tại Lào có lợi cho cả ba bên là Nga, Lào và Việt Nam, đồng nghĩa với việc bất lợi cho Mỹ và đặc biệt là tham vọng bá vương của Trung Quốc. Đó là những suy nghĩ của chúng tôi về sự kiện quân đội Nga xây dựng căn cứ quân sự tại Lào. Thế nhưng mọi thứ đều dừng lại ở quan điểm của mỗi người. Chúng ta hãy cùng chờ đợi diễn biến sau khi Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Lào sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cục diện chính trị nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Lũ lụt trên sông Dương Tử vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Sau trận lũ số 4, Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo lũ màu da cam trên thượng nguồn của dòng sông này. Secret China đưa tin ngày 25 tháng 9. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử trong năm nay đi qua hồ Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9, với lượng nước đổ vào hồ này lên đến 62.000 m3/giây, cao hơn 3 trận lũ xảy ra trước đó.
Nếu lũ lớn được hình thành trên sông Dương Tử một lần nữa thì nó sẽ trở thành trận lũ thứ 5 trong năm nay trên dòng sông này và có thể xảy ra chỉ cách lũ số 4 từ 2 đến 3 ngày. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử cho biết, năm nay trận lũ số 2 ở sông Gia Lăng, một nhánh của sông Dương Tử được hình thành chỉ cách trận lũ số 1 cũng ở nhánh sông này 3 ngày. Lũ lớn tới mức ngay cả những vùng đất cao nhất ở thượng lưu sông Gia Lăng thuộc huyện Lược Dương, Thiểm Tây, phía Bắc Trung Quốc cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt. Chính quyền huyện Lạc Dương đã ban hành lệnh khẩn cấp nói rằng đỉnh lũ sông Gia Lăng sẽ đi qua khu vực vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, tầng 1 của một số ngôi nhà ở địa phương sẽ bị ngập. Báo cáo chỉ ra rằng do mưa lớn, nước dâng cao ở thượng nguồn sông Bồ Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, mực nước tại một số trạm quan trắc không chỉ vượt ngưỡng cảnh báo mà còn vượt mực nước đảm bảo, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của bờ sông. Do đó, hạ lưu thành phố Trùng Khánh tiếp tục duy trì phương án điều tiết ứng phó lũ lụt cấp 2. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử dự đoán rằng sông Gia Lăng và sông Mân Giang sẽ vẫn duy trì lượng mưa lớn. Trong 2 ngày tới, trạm Tiểu Hà trên sông Bồ Giang sẽ đón một trận lũ khác khiến mực nước vượt quá mức nước đảm bảo. Trước đó, trạm Tiểu Hà trên sông Bồ Giang đã vượt quá mực nước cảnh báo là 238m. Theo thông tin cảnh báo sớm của Cục Thủy văn, cảnh báo lũ lụt ở thượng, trung và hạ lưu sông Dương Tử, hồ Bà Dương và hồ Đậu Đình vẫn được duy trì mực nước ở các mức độ khác nhau từ xanh lam đến cam. Thưa quý vị, phía nam sông lũ lụt phía bắc núi lửa tỉnh Giấc, Giang San Trung Quốc đầy nguy cơ. Ngọn núi lửa đã nằm im 500.000 năm, tưởng chừng không còn khả năng tạo dung nham đã thức tỉnh dưới lòng đất Trung Nguyên. Trong tình hình thiên tai đại họa, lũ quét ngập lụt liên tục xảy ra tại các nơi trên khắp Trung Quốc, thì một ngọn núi lửa đã ngủ 500.000 năm ở tỉnh Hắc Long Giang bỗng hồi sinh trở lại. Dung nham magma trong lòng núi lửa đã được sản xuất trở lại. Điều này đã được phát hiện bởi một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trạng thái nạp này đạt 40%, nó sẽ phun trào. Ngày 24 tháng 9, Daily Mail của Anh đưa tin các giáo sư từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra núi lửa Vĩ Sơn của khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vẫn đang hoạt động, mặc dù nó chưa tới mức phun trào nhưng cần phải theo dõi sát. Núi lửa Vĩ Sơn là một trong những ngọn núi thuộc khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Phần phun trào cuối cùng của nó xảy ra cách đây khoảng 500.000 năm. Được biết, ngọn núi Vĩ Sơn này từ lâu đã được biết tới là ngọn núi đã dừng phun trào. Nó dường như không thể phun trào hay có các hoạt động địa chất liên quan. Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện có hai hồ chứa magma khổng lồ dưới bề mặt núi. Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra một cấu trúc điện trở có độ phân giải 3 chiều, sâu 20 km bên dưới núi lửa Vĩ Sơn trong khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Đồng thời, nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng núi lửa Vĩ Sơn ở khu vực Ngũ Đại Liên Trì hiện đang ở trạng thái hoạt động nhất định. Nhóm nghiên cứu đã thu được hình ảnh 3 chiều bên dưới núi lửa Vĩ Sơn. Hình ảnh cho thấy có magma ở giữa lớp vỏ ngoài và bên trong của trái đất. Số liệu hiển thị rằng lớp magma này đã bị nóng chảy ít nhất 15%. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc công bố trên trang web chính thức rằng nếu núi lửa Vĩ Sơn là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động thì bên trong nó phải ở trạng thái nguội và sẽ không xuất hiện magma nóng chảy. Nhưng ở đây, hai hồ chứa magma đã được kết nối với nhau thông qua các kênh dọc và magma ở lớp giữa liên tục được chuyển đến tầng trên của lớp vỏ trái đất. Theo thống kê chính thức từ Trung Quốc, mức độ nóng chảy của hai hồ chứa magma của núi Vĩ Sơn đã đạt ít nhất 15% và ở trạng thái hoạt động nạp. Nếu mức độ tan chảy của hồ chứa magma đạt tới khoảng 40%, nó sẽ đạt đến ngưỡng phun trào. Nghiên cứu cho rằng cần phải tiếp tục theo dõi hoạt động của núi lửa trong khu vực để dự đoán khả năng phun trào. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc là khu vực có nhiều ngọn núi lửa mới nhất ở Trung Quốc, bao gồm núi lửa Núi Trường Bạch nổi tiếng và khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì với 14 ngọn núi lửa. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Địa chất hàng tháng tại Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, với mức độ tan chảy hiện tại của magma tại đây và những hiện tượng địa chấn, vi chấn khu vực xung quanh ta thấy, núi lửa Vĩ Sơn rất có thể đang ở trạng thái có magma đang hoạt động. Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự hình thành của núi lửa Trường Bạch và núi lửa Ngũ Đại Liên Trì có mối tương quan nhất định. Núi lửa Trường Bạch phun trào vào năm 946 sau Công Nguyên, nghĩa là gần với thời điểm Vĩ Sơn hoạt động và được coi là vụ phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong thời gian năm 2002-2005, núi lửa Núi Trường Bạch cũng có những dấu hiệu hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý của công chúng và cộng đồng khoa học. Vậy thì vào năm 2022, Vĩ Sơn của Ngũ Đại Liên Trì hoạt động trở lại cũng là điều có thể.
Quý vị thân mến, màn sương trắng dày đặc tan đi và cứ sau 10 phút lại quay trở lại. Từ chân núi nhìn toàn cảnh khu vực xảy ra động đất ở huyện Bắc Xuyên có lúc quang đãng, có lúc bị sương trắng dày đặc bao phủ. Hu Wenxi, một nhóm dân làng ở Xinye, thị trấn Busan, đang đứng trên đỉnh đồi cho biết một nửa quận Baicheng cũng bị tàn phá, giờ bị bao phủ bởi bùn và đá màu vàng. Thật không may, khung cảnh trước đây chỉ có thể trở thành ký ức. Hu Wenxi khẽ thở dài một hơi. Sau những nỗ lực cứu hộ toàn diện trong số 5 ngôi làng và thị trấn ở thành phố Jiangyu, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất đã trở thành hòn đảo bị cô lập do giao thông và liên lạc bị cắt đứt do mưa lớn. Thị trấn Fengsun và thị trấn Niuhe vẫn mất liên lạc với bên ngoài, còn gần 10.000 người bị mắc kẹt, chưa rõ tình hình. Theo Liang Baosun, ban tuyên giáo thành ủy Jiangju, thị trấn Fengsun và thị trấn Niuhe, những thị trấn xa xôi nhất ở khu vực miền núi phía bắc của thành phố đã trở thành hai hòn đảo bị cô lập đáng lo ngại. Trận mưa xối xả chưa từng xảy ra trong một thế kỷ qua và lượng mưa lên tới khoảng 300mm trong vòng 24 giờ. Có hơn 4.000 người ở thị trấn Fengsun và gần 6.000 người ở thị trấn Niuhe vì giao thông và liên lạc đều bị chặn, họ đã bị mắc kẹt trên núi, không rõ tình hình. Trong trận động đất, thị trấn Fengsun và thị trấn Niuhe từng trở thành hòn đảo biệt lập cuối cùng của thành phố Jiangju, mất liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng một tuần. Nơi mà Hu Wenxi quan sát quận Baicheng là một con đường núi quanh co dẫn đến thôn Quyang ở phía bên phải của quận Baicheng. Đây là nơi tốt nhất để có một cái nhìn toàn cảnh về quận Baicheng bên cạnh Hu Wenxi. Có hơn 20 cư dân của quận Baicheng cũ, tất cả họ đều đến để tham quan nơi họ từng sống. Hu Wenxi nói rằng thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến đây để xem ngôi nhà trước đó. Đó là cục dân chính, đó là đội vận tải của công ty xe buýt. Ngón tay của Hu Wenxi bị bùn và đá dày bao phủ và bây giờ chỉ còn một cái trên cùng. Khoảng cách giữa quận lỵ và Zhenraping cũ là khoảng 500m. Trước đây có rất nhiều nhà cửa nhưng bây giờ không có bóng người. Con đường quanh co duy nhất dẫn đến quận trấn cũng bị bao phủ bởi bùn và đá. Trên ngọn đồi Zhenraping, bên cạnh thị trấn quận cũ, những sườn đồi tươi tốt giờ đây đã lộ ra những vết sẹo màu nâu rộng lớn, hồ chắn lại bị chặn. Sống ở Baicheng trong một thời gian dài, Hu Wenxi nói kinh nghiệm, nước chảy ra từ hồ chắn Gia Sơn rất nhỏ, anh ấy tin rằng vụ lở đất là ở phía sau rào chắn đường Gia Sơn. Hu Tan, bí thư đảng ủy thị trấn Kusan cho biết ông đau buồn nhất trước sự tàn phá của trận động đất ở huyện Baicheng do lở đất. Hơn một nửa thị trấn cũ của quận đã bị phá hủy và phần sâu nhất của bùn là hơn 40m. Cộng đồng Liu Lin là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, được biết đến là nơi hứng chịu thảm họa mưa xối xả ở thị trấn Legu. Dòng mảnh vỡ hình thành do ngọn núi bị sập phía sau, thổi từ trên núi xuống. Hàng chục ngôi nhà ván đã bị phá hủy và một số ngôi nhà xây cũng bị phá hủy. Sau khi lao đi được hơn 50m, một lượng lớn bùn đất dồn vào nhiều nhà ván cao chưa đến gần đùi. Trên lớp bùn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những viên đá lớn có đường kính hơn 1m. Cột điện cũng bị gãy đổ ngang vào ngôi nhà gần đó. Cách nhà lắp ghép 500m là có thể nhìn thấy núi sạt lở. Chưa đầy 20 giây, trận lở đất đã ập xuống. Nói về vụ lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, Yu Yanhong, một người dân ở tổ 3 thôn Liu Lin, vẫn còn nhớ như in. Đêm đó, trời mưa suốt đêm, bên ngoài ngôi nhà lắp ghép có nước khắp nơi. Yu Yanhong nói với người nhà rằng không thể ngủ được. Họ ngồi cả đêm và mở cửa, nếu lũ đến họ sẽ bỏ chạy. Đến khoảng 18 giờ 20 phút, nước bên ngoài ngôi nhà lắp ghép chìm xuống. Một số cụ già đang trú mưa nói, không sao đâu, tôi đang nấu đồ ăn sáng. Bỗng nhiên, ngôi nhà lại bị lật. Yu Yanhong lao tới với một sải chân và ngôi nhà gỗ phía sau ngôi nhà đột ngột đổ sập. Cha cứu con, Yu Yanhong nghe thấy giọng nói của con gái mình. Anh ta bất chấp những trận lở đất hỗn loạn và vùng vẫy 10m đến trước phòng. Anh ta dùng nắm đấm đập vỡ kính cửa sổ và nhảy vào. Tay con gái anh ta bị nghiền nát, kéo tay con gái ra, cõng con gái chạy ra ngoài. Sau khi giải cứu con gái, Yu Yanhong nghe thấy tiếng một người gì kêu cứu ở căn phòng lắp ghép bên cạnh, nên anh ta vào căn phòng lắp ghép đã biến dạng và bế người gì ra ngoài. Lũ lụt ở khắp mọi nơi và dân làng chạy trốn cho cuộc sống của họ ở khắp mọi nơi. Người dân làng Heizu giải thích rằng theo thống kê của chính quyền thị trấn Legu, sau đó vụ lở đất đã khiến 3 người chết, 4 người bị thương nhẹ và 4 vết thương nặng trong cộng đồng nhà trọ Liu Lin. Tại Renzaping, Kusan Township, cách Liu Lin, Legu Township vài km, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra trên núi khiến một số ngôi nhà bị cuốn trôi. Tuần qua, hãng AP dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết có ít nhất 65 người thiệt mạng, 25 người mất tích khi mưa lớn xảy ra ở các tỉnh phía nam nước này. Mưa lớn kéo dài từ hơn 10 ngày qua gây nên lũ lụt sạt lở đất và mưa đá ảnh hưởng tới hơn 14 triệu người ở 11 tỉnh thành.
Theo Tân Hoa Xã, 29.000 ngôi nhà bị đổ sập, hơn 38.000 ngôi nhà bị hư hại tại các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam và khu tự trị Choang, Quảng Tây. Tổng thiệt hại kinh tế khoảng 28,27 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,25 tỷ đô la Mỹ. Theo SCMP, chính quyền Trung Quốc đã hỗ trợ 950 triệu nhân dân tệ cho 4 tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu để sơ tán người dân, khôi phục nhà cửa và hỗ trợ những người mất nhà cửa trong đợt mưa lũ. Hàng ngàn lều trại, màn đã được chuyển tới khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ lịch sử này khi mực nước sông Tương Giang, một nhánh của sông Dương Tử chảy qua thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh này, vượt qua mức kỷ lục trong trận lũ lịch sử năm 1998. Mực nước lên mức báo động, phá vỡ đê bao, gây ngập lụt trên diện rộng buộc phải sơ tán người dân. Những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, tại thành phố Trường Sa, nước ngập tràn trên các con phố, nhiều cửa hàng đóng cửa. Lũ lụt cũng ảnh hưởng nặng nề tới các thành phố ở Quảng Tây, tại thành phố du lịch Quế Lâm. Các nhà hàng và các cửa hàng bị ngập trong nước, khách du lịch và người dân phải sử dụng thuyền bè để đi lại. Theo AP, hàng chục chuyến bay ở nhiều sân bay lớn tại các thành phố Thành Đô, Trường Sa, Quảng Châu, Thâm Quyến đã bị hủy, bị hoãn, khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt. Sân bay Thành Đô đã đóng cửa hơn 1 giờ do mưa lớn, khiến 13 chuyến bay đến đây phải hạ cánh ở sân bay khác. Các tuyến tàu hỏa cũng bị tạm dừng, giao thông đường bộ bị gián đoạn ở nhiều thị trấn, làng mạc trong khu vực. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo trong tuần này mưa lớn tiếp tục ảnh hưởng ở khu vực miền Nam, số người chết vì lũ lụt và sạt lở đất đang tăng lên từng giờ. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Lực lượng cứu hộ cũng đã tiến hành các hoạt động giải cứu cư dân bị mắc kẹt trong các khu dân cư bị ngập lụt. Lở đất đã cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực miền núi nơi các nạn nhân sinh sống. Một số chuyến bay và vận tải đường sắt cũng bị đình chỉ do điều kiện thời tiết xấu. Thưa quý vị, vào chiều ngày 24 tháng 9, một cơn lốc xoáy mạnh đã tấn công các khu vực của Diêm Thành, Giang Tô, gây thiệt hại lớn cho đường xá và các tòa nhà. Theo cuộc họp làm việc của Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Giang Tô, vào sáng ngày 25 tháng 9, trận lốc xoáy đã khiến 98 người chết và 800 người bị thương. Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp 3 quốc gia và 5 bộ và Ủy ban của Quốc vụ Viện đã thành lập một nhóm công tác khẩn trương đến vùng thiên tai để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 9, thời tiết đối lưu mạnh như sét đánh mạnh, mưa ngắn ngày, mưa đá, dông và gió mạnh đã xảy ra ở Phúc Ninh, Thẩm Dương và các khu vực khác của thành phố Diêm Thành và thị trấn Tịnh Khẩu, huyện Phúc Ninh và các khu vực khác đã trải qua 12 cơn gió mạnh với tốc độ gió cao tới 34,6 m/s, thị trấn Thẩm Dương, Hải Hà và những nơi khác hứng chịu gió mạnh cấp 10 với tốc độ gió 27,9 m/s. Mặc dù các blog chính thức của quận Phú Ninh và Cục Khí tượng Diêm Thành đã đưa ra cảnh báo lần lượt vào lúc 1 giờ 03 phút chiều và 2 giờ 09 phút chiều, nhưng cơn lốc xoáy vẫn khiến một số lượng lớn nhà cửa bị sập, đường xá bị phong tỏa, cơ sở nông nghiệp bị hư hại và gây thương vong rất nghiêm trọng. Tòa nhà xưởng rộng gần 40.000 m2 của một trong những công ty công nghệ điện đã bị sập và nhiều loại hóa chất nguy hiểm được cất giữ trong tòa nhà xưởng. Hiện lực lượng cứu hỏa địa phương đã cử gần 400 người vào nhà máy theo từng đợt để tìm kiếm cứu nạn. Đài quan sát khí tượng Diêm Thành đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 19 giờ 21 phút. Hiện tại lượng mưa ở khu vực Tương Thủy và Bình Hải của thành phố đã vượt quá 50 mm. Chiều tối ngày 24 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 ở một số khu vực khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, lốc xoáy trở lại. Thành phố Diêm Thành đã đưa ra cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 2 để cứu trợ thiên tai và kế hoạch cứu hộ và cứu trợ thiên tai và đội cứu hộ và cứu nạn thiên tai đang thực hiện cứu hộ khẩn cấp. Thống kê cho thấy có 1.190 trận lốc xoáy ở tỉnh Giang Tô trong 50 năm, từ năm 1956 đến năm 2023, tương đương với trung bình 23,4 lần mỗi năm. Trong đó tháng này là thời kỳ lốc xoáy hoạt động mạnh nhất, chiếm trung bình 40,3% số lượng cả năm, tiếp đến là tháng trước và tháng tới. Tuy nhiên, tại thành phố Diêm Thành, nằm ở phía bắc sông Hoài Hà, lốc xoáy mạnh tương đối hiếm. Lần cuối cùng của thành phố gặp phải cơn lốc xoáy có cường độ tương tự là vào năm 1966. Theo thông báo của Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc, gọi tắt là Trụ sở Phòng chống lũ lụt, kể từ đầu mùa lũ, 26 tỉnh ở đại lục, chủ yếu ở phía Nam, liên tục hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở nhiều tỉnh.
tính đến ngày 23 tháng 9, thiên tai đã khiến ít nhất 186 người chết, 45 người mất tích, 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 1,48 triệu người phải di rời khẩn cấp, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, thảm họa tại tỉnh Hồ Bắc nghiêm trọng hơn với 7,7 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 45 người chết và 19 người mất tích. Bộ Quốc phòng cũng chỉ ra rằng, thiên tai so với giá trị trung bình cùng kỳ kể từ năm 2000 đến nay, diện tích bị ảnh hưởng, dân số bị ảnh hưởng, số người chết và nhà sập thấp hơn và thiệt hại kinh tế trực tiếp cao hơn. Là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Vũ Hán chạy qua khu đô thị bởi sông Dương Tử và sông Hàn. Năm ngoái, một trận mưa bão lớn đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trong khu đô thị, khiến người dân tiếp tục quan tâm và chỉ trích khả năng thoát nước của thành phố. Sau đó, trên mạng xuất hiện cụm từ thông dụng đến Vũ Hán để ngắm biển vào mùa hè. Chính quyền thành phố Vũ Hán đã tuyên bố họ sẽ đầu tư 15 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng hệ thống thoát nước trong vòng 3 năm, tạm biệt việc nhìn ra biển. Năm nay, trùng với thời hạn 3 năm đã hết, thành phố Vũ Hán lại một lần nữa trở thành một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt này. 14 khu đô thị và 60 ngôi làng trong thành phố bị ngập lụt ở các mức độ khác nhau, có ít nhất 20 người chết và 13 người mất tích. Thiên tai xảy ra đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các dự án cải tạo của chính phủ. Các khu đô thị khác ở Hồ Bắc cũng hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Tại thành phố Mã Thành, dân số bị ảnh hưởng lên tới 1,15 triệu người, hơn 40 vụ lở đất đã xảy ra và một số lượng lớn nhà cửa bị nhấn chìm và sập đổ. Một số học giả cho rằng chính phủ không chỉ cần quan tâm đến hệ thống thoát nước đô thị của các thành phố lớn trong việc phòng chống lũ lụt mà nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều vùng nông thôn cũng cần được quan tâm đúng lúc. Lũ lụt ở miền Nam cũng được dự báo sẽ có tác động đến khu vực thu hoạch nông sản năm nay, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc, vựa lúa quan trọng trong nội địa. Tại huyện Giản Lý, thành phố Kinh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai xảy ra, Dương Lâm, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Trung Tín, cho biết đợt mưa lớn liên tục đã gây thiệt hại nặng nề cho gần 4.000 ha đất nông nghiệp ở làng Chiết Phúc. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa bão khác vào lúc 18 giờ, đề cập đến Trung tâm An Huy, Trung tâm Giang Tô, Đông Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, Bắc Trung tâm Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu và Quảng Tây, ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ trong 24 giờ tới. Từ 20 giờ trở đi tiếp tục có mưa to, có nơi mưa to với lượng mưa từ 100 đến 180mm, kèm theo mưa rào diện rộng ngắn ngày và đối lưu thời tiết mạnh như dông, gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 9, bão Sula đã di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Sula. Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở vùng Đông Nam Quảng Tây, mưa vừa đến mưa to cục bộ ở các khu vực khác của Quảng Tây, tổng cộng có 9 sông, suối, 16 trạm ở Quảng Tây báo động lũ cao từ 0,1 đến 3,43 mét. Vào lúc 7 giờ ngày 24 tháng 9, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phát động khảo sát Thủy văn Quảng Tây và báo cáo ứng phó khẩn cấp cấp 4, đồng thời đưa ra cảnh báo lũ xanh. Theo thống kê, từ 10 giờ ngày 23 tháng 9 đến 10 giờ ngày 24 tháng 9, 9 thị trấn ở Ngô Châu, Ngọc Lâm, Quý Cảng tại các huyện có mưa cực to, lớn nhất là thị trấn Ngọc Lâm với lượng mưa đo được ở mức 330,9mm. Tại 17 huyện, thành phố có 93 thôn, thị trấn có mưa cực lớn, 201 thị trấn thuộc 36 huyện thuộc 8 tỉnh có mưa rất lớn và 193 thị trấn, huyện tại 13 thành phố có mưa lớn, có gió mạnh cấp 8 trở lên, cục bộ ở phía Đông Quảng Tây và Nam Quảng Tây và lớn nhất là cấp 10, khoảng 25,2 m trên giây tại hồ chứa Phật Tử Loan ở thị trấn Mãn Lạc, Bắc Lục. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Bắc Lục và các nhánh của nó là sông Dương Mai, sông Hoàng Hoa và sông Nghi Sương, sông Bạch Sa, một nhánh của sông Tấn Giang và một nhánh của sông Ngọc Giang bị ngập từ 3 đến 9 mét, tổng cộng có 9 con sông và 16 trạm bị ngập lụt. Dự kiến do hoàn lưu áp suất thấp của Sula yếu nên sẽ có gió và mưa mạnh ở miền Trung Quảng Tây, miền Nam Quý Châu và Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 9 và nó sẽ bắt đầu suy yếu vào tối ngày 25 tháng 9. Hôm 24 tháng 9, Cục Khí tượng Khu tự trị cập nhật và ban hành cảnh báo bão xanh, cảnh báo mưa bão xanh và ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với bão vẫn còn hiệu lực. Nếu không có trận mưa xối xả ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, người ta thường quên mất đó là một dòng sông dù có ở gần, nhưng nó đích thực là dòng sông mẹ của những người dân sống hai bên bờ của dòng sông, là một nhánh của sông Phụ Dương trong hệ thống sông Gia ở lưu vực sông Hải Hà, nó thậm chí còn không có tên đầy đủ. Các chuyên gia bảo tồn nước chỉ có thể gọi nó là sông Bắc Sa, sông Hoài. Hầu hết các lòng sông của nó thường khô ráo, nhưng dưới cơn mưa lớn, nó thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với bình thường.
Vào khoảng 8 giờ ngày thứ Năm tuần trước, những hạt mưa bắt đầu rơi, thiết bị khí tượng ngay lập tức bắt đầu tự động chuyển dữ liệu lượng mưa thu thập được đến Cục Khí tượng Quốc gia theo thời gian thực. Gần 3 ngày sau, vào lúc 7 giờ ngày thứ Bảy, dữ liệu từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho thấy lượng mưa tích lũy tại trạm Lương Gia Trang ở Triệu Trang, huyện Lâm Thành, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã vượt quá 1.000mm, trở thành điểm có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử mưa lớn hiếm gặp ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Giá trị này thực sự khiến nhiều người kinh ngạc so với lượng mưa trung bình hàng năm là 500mm ở Hình Đài. Lượng mưa 2 năm tại ngôi làng nhỏ trên núi này bằng lượng mưa chưa đầy 3 ngày vừa qua. Vì vậy, với việc công bố thông tin thời tiết, ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi Thái Hàng này cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận. 7 thăng 8 trầm là mùa mưa đến hàng năm trên đồng bằng Hoa Bắc, rộng lớn ở phía đông núi Thái Hàng. Một khi lượng hơi nước đủ do cơn bão mang đến bị chặn bởi dãy núi Thái Hàng ở ngã ba của đồng bằng Hoa Bắc và cao nguyên Hoàng Thổ, sau khi sao hỏa va vào trái đất, sẽ có rất nhiều mưa ở khu vực địa phương. Lũ sẽ nhanh chóng hội tụ thành dòng dọc theo các rãnh và ngã ba của dãy núi Thái Hoàng và đổ xô đến đồng bằng Hoa Bắc dọc theo sườn phía đông của dãy núi Thái Hàng nhờ độ cao của địa hình. Tây Tử Câu, nơi Lương Gia Trang tọa lạc, chỉ là một trong nhiều ngã ba ở sườn phía đông của núi Thái Hàng. Sông Hoài Hà chảy thẳng qua đáy Tây Tử Câu, trong làng có những cây cầu trên sông nối liền phía đông và phía tây và dân làng sống ở hai bên bờ sông. Những trận lũ mang tính thời điểm này không chỉ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí là thương vong mà còn để lại những ký ức khó phai mờ đối với người dân địa phương. Đối với người dân làng Trương Gia Trang, lần cuối cùng họ gặp lũ quét là 2 năm trước, cùng thời điểm xảy ra thảm họa mưa xối xả ở Trịnh Châu. Đối với Hào Lập Kiệt, bí thư chi bộ thôn Lương Gia Trang, ký ức về trận lụt liên quan trực tiếp đến nỗi đau. Một lần anh học từ thị trấn huyện về nhà trong một trận mưa lớn, trước cảnh nước sông dâng cao đột ngột, anh chọn một chỗ hẹp để lội qua sông. Thật bất ngờ, dòng nước trong phần hẹp của dòng nước chảy xiết hơn. Những người đi bước đầu tiên chỉ kịp kêu lên kinh ngạc trước khi bị lũ cuốn trôi. Trước đó, Lương Gia Trang gặp phải trận mưa lớn ở lưu vực sông Hải Hà. Trận lũ đó đã đánh cho dân Lương Gia Trang sơ xác tiêu điều. Lũ về bất ngờ, công trình điện bị phá hỏng, đường ống cấp nước trên sông bị vỡ, đường ra vào làng bị cuốn trôi, điện thoại cố định mất tín hiệu. Làng Lương Gia Trang trong núi sông trở thành một hòn đảo biệt lập, cách biệt với thế giới bên ngoài. Có hai cây cầu trong thôn, lũ lụt phá hủy cầu Mãn Thủy. Thôn dân hai bên bị chia cắt nên cũng mất liên lạc. Khi lũ đến, người dân miền núi không kịp phòng bị. Khác với cảnh chống lũ dữ dội trong quá trình chống lũ ở đồng bằng, chiến lược ứng phó với lũ ở đây là phòng tránh khẩn cấp. Để tránh nguy hiểm, bạn phải chuẩn bị đầy đủ trước. Ở Lương Gia Trang, một con đập bảo vệ làng, một hồ chứa nước và một cây cầu liên tâm bắc qua sông Hoài sẽ được xây dựng trong vài năm tới. Để đối phó với cơn mưa bắt đầu vào ngày hôm đó, Lương Gia Trang đã chuẩn bị loa cầm tay có thể sạc lại và cổng chiêng lớn để nhắc nhở dân làng đề phòng khẩn cấp. Bộ phận bảo tồn nước đã phân phát điện thoại vệ tinh, nước uống, thức ăn cho mọi người ở làng Tây Tử Câu, còn những người có ô tô riêng thì đổ xăng phóng xe lên cao. Sáng sớm ngày thứ Sáu, khi cơn mưa kéo dài nhiều ngày khiến con sông chảy qua thôn dâng cao đến mặt cầu, 112 người thuộc 57 hộ dân trong thôn đã được chuyển lên một số hộ ở vị trí cao hơn trong thôn theo diện di rời sắp xếp trước đó mất chưa đầy 2 giờ. Trưa ngày thứ Sáu, khi trận lũ tràn qua đập, tại nhà của Hào Lập Kiệt, nơi tái định cư tập trung, những người phụ nữ cùng nhau nấu một nồi phở lớn, một số khu vực trong làng vẫn bị mất điện. Những người đàn ông khởi động ô tô riêng để sạc điện thoại. Tuy nhiên, công việc nơi trú ẩn an toàn ở làng Trương Thực Yển, thị trấn Trương Thực Yển, huyện Thạch Hoàng, thành phố Thạch Gia Trang, nơi cách biệt với Tây Tử Câu, bởi một ngọn núi đã không diễn ra suôn sẻ như vậy. Sông Hoài Hà bắt đầu từ đạo lệ Hoàng Câu, nơi có làng Trương Thực Yển, đồng thời Trương Thực Yển cũng là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia. Khi các cán bộ thị trấn và thôn ở huyện Tranh Hoàng tổ chức quần chúng di chuyển để tránh nguy hiểm, một số du khách từ xa đã từ chối di chuyển từ trang trại vùng trũng lên khu dân cư vùng cao hơn. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày thứ Sáu, Hào Soái, bí thư đảng ủy thị trấn Trương Thực Yển nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, dòng nước lũ trước mắt như thác nước, nghe tiếng lũ ầm ầm xô đẩy những tảng đá lớn nhỏ dưới sông. Chính tại làng Tô Gia Đài, lượng mưa cực lớn chảy từ Tây Tử Câu ở huyện Lâm Thành, thành phố Hình Đài đã hòa vào dòng lũ từ Lý Trang Câu.
nơi có làng Trương Thực Yển, đầu nguồn của sông Hoài Hà ở Lý Trang Câu cao 1.100m so với mực nước biển và thôn Tô Gia Đài cao hơn mực nước biển 600m, khoảng cách giữa chúng chưa đến 8km nhưng độ cao đã giảm 500m, không xa lạ gì với lũ lụt. Lúc này, trong trận mưa lớn không ngớt, dòng nước từ trong núi nhanh chóng hội tụ vào sông. Nước trong các sông lớn nhỏ vốn đã khô cạn đã dâng lên với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Toàn bộ sông Hoài cũng đã hiện nguyên vẹn như một dòng sông. Từ trên cao của quận Thạch Hoàng nhìn xuống sông Hoài Hà, lúc này giống như những đường gân của một chiếc lá dương, với các nhánh sông không ngừng chảy vào sông chính từ hai bên. Khi từ trên không trở về mặt đất lại là một cảnh tượng khác. Hai ngọn núi bị một con mương kẹp chặt, phần lớn là con đường thân thiện bên sông. Ra khỏi núi lòng đường trống trải, khiến một mảng lớn đường bị sạt lở. Khi cơn mưa bắt đầu vào thứ năm, công việc ứng phó đã sẵn sàng. Lúc 9 giờ 55 phút sáng ngày hôm trước, bão số 5 đổ bộ vào bờ biển thành phố Tân Giang, tỉnh Phúc Kiến. Cũng trong ngày 25 tháng 9, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến về phòng chống và ứng phó với cơn bão số 5. Cũng trong ngày, có 6 tổ công tác được cử đi khắp quận, đóng quân tại 6 thị trấn trọng điểm để chống lũ trước mưa bão. Vào chiều ngày thứ 6, 20 hộ gia đình ở làng Ngô Gia Trang đã được tái định cư trong nhà của 3 gia đình ở khu đất cao hơn để trú ẩn, đồng thời sắp xếp chỗ ở, đồ ăn thức uống. Vào sáng ngày thứ 7, trận mưa kéo dài hơn 2 ngày ở Trương Thực Yển đã tạnh. Vào buổi trưa, các nhân viên đến Ngô Gia Trang báo cáo rằng dân làng vẫn bình an vô sự. Hồ chứa Thạch Hoàng, Bạch Cao Bình, hồ chứa cỡ trung bình duy nhất trên kênh chính của sông Hoài Hà. Các nhân viên của Cục Bảo tồn nước Thạch Hoàng và các chuyên gia của Cục Thủy văn Thạch Gia Trang đã tổ chức 3 cuộc họp. Mặc dù tổng lượng hàng dự trữ trong lần dự báo trước đã tăng gấp đôi so với lần đầu tiên do trận mưa bão đổ bộ vào ngày thứ năm, nhưng các nhân viên vẫn bị sốc trước tính chất cực đoan của cơn mưa bão. Nước từ thượng nguồn sông Hoài Hà được bơm vào hồ chứa Bạch Cao Bình không chỉ nhảy vào điểm có lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, qua Tây Tử Câu mà còn nhảy vào điểm có lượng mưa lớn nhất ở Thạch Gia Trang thông qua đoàn Lý Câu, gần núi Thạch Hoàng Kỳ Bàn. Để đối phó với đợt lũ sắp tới, vào lúc 14 giờ ngày thứ 6, hồ Bạch Cao Bình bắt đầu xả nước qua đường hầm dẫn nước với lưu lượng xả 20 m khối trên giây. Đến khuya cùng ngày, nước lũ và hồ thực sự bắt đầu tăng lên rõ rệt, mực nước lên nhanh. Mặc dù Bạch Thảo đã lắp đặt thiết bị tự động đo mực nước, nhưng nước lũ đã cuốn theo cát và sỏi vào hồ chứa và thiết bị tự động thường bị sai lệch trong những tình huống khắc nghiệt như vậy. Vì vậy, cứ sau nửa giờ, kiểm tra mực nước theo thời gian thực, tất cả dữ liệu của toàn bộ hồ chứa sẽ được tính toán dựa trên giá trị này. Đến 3 giờ sáng ngày thứ 6, dung lượng xả của đường hầm dẫn nước của hồ được nâng lên 40 m khối trên giây. Đến 6 giờ ngày thứ 7, mực nước hồ Thạch Cao Bình sẽ đạt mực nước giới hạn lũ 288 m so với mực nước biển trong 2 giờ nữa, nghĩa là lũ trong hồ sẽ đi qua một bề rộng bằng nhau đến mực nước giới hạn lũ, đập tràn thông thường dài 70 m chảy vào kênh chính sông Hoài Hà. Vào lúc 8 giờ sáng, đập tràn bình thường bắt đầu tràn, nhưng nó không ngăn được sự gia tăng mực nước của hồ chứa Bạch Cao Bình. Hơn 20 giờ sau, vào lúc 4 giờ sáng ngày Chủ nhật, hồ chứa Bạch Cao Bình cuối cùng đã mở ra giá trị cực đại của dòng chảy lũ là 1.726 m khối mỗi giây. Tại thời điểm này, mực nước dâng của hồ cũng dừng lại ở điểm cách trận lũ năm 1998 là 0,26 m và cao hơn mức lũ năm 2016 là 1,08 m. Tính đến 6 giờ ngày thứ 5, tổng lượng nước đến từ thượng nguồn hồ chứa Bạch Cao Bình đạt 122,61 triệu m khối, tương đương với khoảng 8 hồ rưỡi Tây Hồ. Nước lũ được xả đi qua quận Trảm Hoàng, dọc theo sông Hoài Hà, chảy qua quận Nguyên Thạch, quận Cao Nghĩa và quận Giao, sau đó vào quận Bạch Hương và quận Ninh Tân thuộc thành phố Hình Đài. Sau khi đi qua quốc lộ 107 ở quận Cao Nghĩa, dòng sông đổi tên thành sông Bắc Sa. Phó chỉ huy của trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của quận Ninh Tân, Trương Kiến Bá, Giám đốc Cục Khí tượng quận Ninh Tân đã cung cấp nhiều thông tin khí tượng khác nhau cho trụ sở trước và sau trận mưa lớn, đồng thời tham gia vào quá trình tham vấn và phán đoán của tình hình lũ lụt cục bộ. Quận Ninh Tân và vùng trũng thấp có 12 con sông bao gồm cả sông Bắc Sa hội tụ tại đây. Từ xa xưa đã được mệnh danh là Cửu Sông Hạ Lưu, khu vực giam giữ lũ lụt Ninh Tân – Bác Ngọc, lần đầu tiên được ra mắt ở tỉnh Hà Bắc, được đặt tại đây. Lượng mưa ở Ninh Tân lần này không thể nói là lớn. Lượng mưa lớn nhất là 207mm, lượng mưa trung bình là 170mm. Cường độ như vậy không ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lũ lụt cục bộ. Nhưng mối đe dọa thực sự đối với Ninh Tân là nước thượng nguồn do các con sông nội địa khác nhau mang đến.
Theo Trương Kiên Bá, dự báo thời tiết của Ninh Tân cho biết, ngoài việc dự báo thời tiết địa phương hàng ngày, cũng cần chú ý đến lượng mưa của 5 hồ chứa thượng nguồn, bao gồm hồ chứa Bạch Cao Bình, bắt đầu từ ngày thứ Bảy. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của quận Ninh Tân tiếp tục yêu cầu cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa nhiều hơn xung quanh 5 hồ chứa. Để đưa ra phán đoán về hợp lưu của dòng nước ở khu vực miền núi xung quanh các hồ chứa, vào lúc 7 giờ ngày Chủ nhật, trước khi hồ chứa Bạch Cao Bình ở huyện Trảm Hoàng xả lũ, năm ngôi làng ở thị trấn Heku, huyện Ninh Tân tiếp giáp với quốc lộ 339 bắt đầu chuyển dân và tái định cư. Sông Bắc Sa cạn kiệt gần như quanh năm ở Ninh Tân và lượng mưa cục bộ này không gây ra tình trạng ngập úng trên sông. Khi các quan chức thị trấn và các quan chức thôn bắt đầu tổ chức di rời dân làng, Cục Công an huyện đã cử cảnh sát đến duy trì trật tự tại hiện trường, bộ phận giao thông lập tức lái xe buýt và bộ phận y tế thậm chí còn điều phối 120 cảnh sát cho một số dân làng với nhu cầu đặc biệt. Sau khi quận Ninh Tân bận rộn trong 12 giờ để tái định cư dân làng, vào khoảng 8 giờ tối ngày Chủ nhật, dòng lũ ồ ạt bắt đầu xuất hiện ở con sông bên ngoài làng Mã Gia Trang, nhưng phải 3 giờ sau đó là lúc 11 giờ đêm. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư đưa tin mưa lớn đã tấn công huyện Tấn Dương ở Lương Sơn, Từ Xuyên vào tuần trước, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Ngày 25 tháng 9, dẫn lời Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin mưa lớn ở phía Tây Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt lớn, nuốt chửng một nhà máy chế biến thép, nơi có hơn 200 người đang làm việc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, cho đến nay, 4 người đã chết trong lũ lụt và 48 người khác mất tích. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Được biết, mưa lớn đã rơi vào ngày thứ Hai tuần trước tại huyện Tấn Dương, tỉnh miền núi Tứ Xuyên, nhưng không tiết lộ mức độ thiệt hại. Theo các nguồn tin, 5 người đã bị bắt vào ngày thứ Hai vừa qua vì tình nghi không báo cáo hoặc báo cáo sai tình hình thiên tai. Theo AFP, dẫn lời Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tập Cận Bình đã ra lệnh bằng mọi nỗ lực để tìm kiếm những người mất tích và an ủi gia đình họ, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng và những người có trách nhiệm phải bị xử lý theo pháp luật. Còn tại miền Bắc Trung Quốc có ít nhất 78 người thiệt mạng sau khi cơn bão số 11 đi qua vào tuần qua, gây ra bão và lũ lụt lớn. Những tháng gần đây, Trung Quốc chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Các nhà khoa học dự đoán rằng những sự kiện này sẽ trở nên thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Phóng viên được biết từ Trung tâm Thủy văn khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, kể từ ngày thứ Tư do ảnh hưởng của mưa lớn của bão số 9, 20 trạm trên 13 con sông, trong đó có sông Hoàng Hà và sông Dương Mai đã hứng chịu lũ lụt từ 0,15m đến 3,63m trên mức cảnh báo. Đến 8 giờ ngày thứ Sáu, Trung tâm Thủy văn khu tự trị tiếp tục phát cảnh báo lũ xanh, nhắc nhở Ngọc Lâm, Quý Cảng, Ngô Châu và các thành phố khác, cũng như khu vực ven sông nêu trên và người dân tăng cường phòng tránh nguy hiểm một cách kịp thời. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn sau đó của bão số 9, sông Lưu Nam và sông Thanh Loan phụ lưu của nó lại dâng cao. Vào lúc 8 giờ ngày thứ Sáu, 4 trạm sông bao gồm sông Nam Lưu và sông Thanh Loan phụ lưu, sông Du phụ lưu Ngọc Giang và sông Nghi Sương phụ lưu sông Bắc Lục đã vượt mức cảnh báo từ 0,26m đến 1,46m. Dự kiến dòng chính của sông Nam Lưu sẽ tiếp tục dâng cao từ 1 đến 2m. Trong 12 giờ tới, trong đó, đoạn thị trấn Trương Mộc của sông Nam Lưu thuộc quận Phúc Miên, mực nước cảnh báo là 62,7m sẽ xảy ra lũ lụt vượt quá mức cảnh báo khoảng 1,5m. Đoạn huyện Bồi Bài sẽ có lũ cao vượt mức cảnh báo khoảng 1,5m. Đoạn đô thị Ngọc Lâm của Thanh Loan, sông Nhánh có mực nước cảnh báo là 74,6m sẽ bị ngập cao hơn mực cảnh báo khoảng 0,8m. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, Tấn Dương, Tứ Xuyên, Mai Châu, Quảng Đông và các nơi khác ở Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ngày 25 tháng 9 cho biết, lũ lụt đã khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất tích. Lũ lụt ở Mai Châu, Quảng Đông khiến bờ kè sông địa phương bị sập và nhiều cửa hàng bị ngập. Theo báo cáo của CCTV Trung Quốc, lũ quét đã bùng phát tại khu vực miền núi thuộc huyện Tấn Dương, Tứ Xuyên. Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, nước nhanh chóng nhấn chìm một công trường ở khu vực miền núi trong khoảng thời gian ngắn. Nhóm lãnh đạo ứng phó sự cố Tấn Dương chỉ ra rằng lũ quét xảy ra tại công trường xây dựng GN, đoạn 1 của đường cao tốc Yên Giang. Có 85 công nhân tại công trường và chính quyền đã cử hơn 500 nhân viên tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm và cứu hộ. Cơ quan chức năng cho biết, tính đến 13 giờ 30 phút ngày thứ Hai, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 79 người, 6 người còn lại vẫn đang được tìm kiếm, cứu nạn. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên ngày 25 tháng 9 đã tổ chức họp báo công bố tình trạng cứu trợ lũ lụt hôm thứ Hai. Giới chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, trận lũ này đã khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất liên lạc. Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc trong những ngày gần đây.
và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Phương tiện truyền thông địa phương ở Mai Châu, Quảng Đông ngày 25 tháng 9 đưa tin do ảnh hưởng của lượng mưa lớn và mực nước thượng nguồn dâng cao. Mực nước nhiều con sông ở thành phố Mai Châu đã dần dâng cao vào ngày 24 tháng 9 và mực nước đỉnh điểm đã vượt quá giới hạn cho phép của mực nước cảnh báo cục bộ là 6,2 m. Chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt và kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó lũ lụt. Phương tiện truyền thông phường Mai Châu, Quảng Đông chỉ ra rằng lượng mưa tích lũy ở huyện Vu Hồ, Mai Châu trong vòng 6 giờ tối qua có lượng mưa lớn lên 112mm, khiến mực nước sông Đa Đu địa phương tiếp tục dâng cao, đạt 131,5m, cao hơn 1m so với mức cảnh báo. Tin tức mới nhất ngày 25 tháng 9 tung ra một đoạn video chỉ ra rằng lũ lụt xảy ra ở Mai Châu vào tối ngày 24 tháng 9, nhiều khu vực trong thành phố bị ngập và ô tô bị cuốn trôi. Một bờ kè sông Đa Đu ở huyện Vu Hồ thậm chí còn bị sập do lũ lụt, với chiều rộng lên tới khoảng 30m, con số thương vong vẫn chưa thống kê được. Lũ quét xảy ra ở Tấn Dương, tỉnh Tứ Xuyên khiến 4 người thiệt mạng và 48 người mất tích. Ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi tại Mai Châu, Quảng Đông ngày 24 tháng 9, nhiều ngôi nhà bị ngập. Chính quyền Quảng Đông đã cử một đội tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ điều trị cho những người bị ảnh hưởng. Quý vị thân mến, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Lũ lụt lớn bùng phát, lũ kỷ lục tấn công Trương Gia Giới, Hồ Nam, nhà cửa chìm trong nước, chỉ lộ phần ngọn cây. Từ đêm ngày thứ Bảy đến sáng ngày Chủ nhật, mưa lớn bất ngờ đổ bộ vào huyện Sang Chi, Trương Gia Giới, Hồ Nam gây lũ lụt. Nước lũ tràn qua các trụ cầu và thành phố ngập trong nước. Nước ngập đến thắt lưng, mùa màng dọc sông bị thiệt hại. Video cho thấy nước đục ngầu trên đường phố. Người ta nói trông giống như một con đập đang xả nước và nước đang phun ra. Người dân địa phương cho biết nước vẫn đang dâng cao. Nước dâng cao đến mức này, đây là lần đầu tiên tôi thấy lượng nước lớn như vậy. Nhiều ngôi nhà bị ngập, chỉ có ngọn cây trơ trụi, trời vẫn đang mưa. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều nơi tại Thái Châu, Chiết Giang gây ngập úng. Khu đô thị ngập trong nước, ô tô ngập trong nước, lũ lụt ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc trước đó chưa giảm. Một số khu vực vẫn chìm trong nước. Kể từ cuối tháng trước, miền Bắc Trung Quốc liên tục xảy ra mưa lớn. Để bảo vệ Bắc Kinh và Hùng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước ở nhiều nơi ở Hà Bắc, khiến sinh kế của người dân bị hủy hoại và gây thương vong nặng nề. Gần một tháng sau trận lũ, ngày thứ Bảy vừa qua tại thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, lũ lụt ở một số khu vực vẫn chưa rút hẳn, nhiều nơi vẫn chìm trong nước. Cư dân địa phương cho biết còn nửa mét nữa, đây là nhà máy của ta, than ôi. Trời lại bắt đầu mưa rồi, hãy nhìn ngôi nhà này, xưởng đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ nước vẫn còn 30-40cm, có lẽ là hơn 30cm, còn ở đây nước ở đây vẫn sâu hơn 1,5m. Còn tại Diêm Thành, Giang Tô, lốc xoáy tấn công khiến nhiều nhà bị sập, nhiều người bị thương. Sáng sớm hôm thứ Hai, thị trấn Bất Phong, huyện Đình Hồ, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô hứng chịu một cơn lốc xoáy hiếm gặp, khiến nhiều ngôi nhà đổ sập và hư hại nặng nề. Đoạn video cho thấy bức tường gạch đỏ của nhiều ngôi nhà của dân làng bị sập, gạch vương vãi trên mặt đất. Những cây lớn bật gốc và gãy ngang hông, các quan chức cho biết thảm họa làm 2 người bị thương và làm hư hại hơn 105 ngôi nhà dân cư, trong đó có 35 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, hiện chưa rõ con số thương vong và thiệt hại tài sản thực tế. Sự xuất hiện thường xuyên của thảm họa thời tiết gần đây ở Trung Quốc đại lục đã thu hút sự chú ý từ thế giới bên ngoài. Giang Phong, người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh bình luận chính trị và là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Fetian ở New York, nói rằng ông đã nghe nói bão có mắt, nhưng ông chưa bao giờ nghe nói rằng bão thực sự có mắt. Giang Phong phân tích cơn bão số 9 năm nay sau khi hình thành ở miền đông Philippines, đã đi vòng qua miền nam Đài Loan, đi đường vòng, đổ bộ vào Quảng Đông và Chiết Giang, nơi tuyến đầu của sự cai trị quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý vị, sau khi siêu bão số 9 đổ bộ vào Hồng Kông vào tối ngày thứ Sáu và mang theo những cơn bão dữ dội đến khu vực địa phương, nó đã đổ bộ vào Chu Hải, tỉnh Quảng Đông vào sáng sớm ngày 24 tháng 9. Người dân địa phương cho biết tính đến thời điểm hiện tại, cơn bão này đã trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay đổ bộ vào đây. Siêu bão số 9 tiến vào Quảng Đông với sức gió tối đa cấp 17. Siêu bão Sura, cơn bão số 9 đang đến gần và tất cả các khu vực của Quảng Đông đã đình chỉ công việc, sản xuất, thị trường, lớp học và các hoạt động để chuẩn bị. Trước khi bão số 9 đổ bộ, người dân nhiều nơi ở Quảng Đông đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều người dân đã trú ẩn trong sân vận động. Người dân địa phương cho biết cả Quảng Đông đang chờ bão. Một số người dân địa phương cũng trốn trong gara. Nhân viên trong chợ cho biết bão đang đến. Nghe dự báo mới nhất của Đài Quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc đại lục, diễn biến của siêu bão số 9 rất kỳ lạ. Cường độ của nó khó có thể suy yếu cho đến khi đổ bộ vào đất liền, và tác động của nó sẽ mạnh hơn và kéo dài hơn.
người ta dự đoán rằng dù bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào bờ biển miền Trung và miền Đông Quảng Đông hay di chuyển theo hướng Tây Nam trên bờ biển miền Trung Quảng Đông, một phần của cơn bão sẽ ở trên biển. Bão số 9 có khả năng trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực đồng bằng sông Châu Giang kể từ năm 1949. Thưa quý vị, trận động đất ở quận Thuận Nghĩa của Bắc Kinh được cảm nhận ở nhiều khu vực vào lúc 15 giờ 34 phút ngày thứ Sáu. Hôm 24 tháng 9, một trận động đất mạnh 2,7 độ Richter đã xảy ra ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, có tâm chấn 17 km. Trận động đất được cảm nhận ở các quận Triều Dương, Hải Điến và Trường Bình của Bắc Kinh. Tin tức về trận động đất này hiện đang đứng đầu danh sách tìm kiếm ở đại lục. Một số người dân địa phương cho biết, động đất tương đối hiếm có ở Bắc Kinh. Lũ quét và lở đất xảy ra ở nhiều nơi ở Tứ Xuyên khiến vô số ngôi nhà bị chôn vùi và nhiều người mất tích. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, bao trùm 12 tỉnh vùng và thành phố, trong đó có Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Hôm thứ Hai tuần qua, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi ở Lương Sơn, Tứ Xuyên. Nước lũ dữ dội tràn vào khu đô thị, đường phố ngập nước, một số ô tô bị ngập tại làng Đặng Sương, thị trấn Lộ Cao, huyện Tấn Dương, tỉnh Lương Sơn, khu vực dự án cao tốc bị lũ quét, khiến 6 người mất tích và số nạn nhân vẫn chưa được xác minh. Khoảng 11 giờ đêm ngày thứ Bảy, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hải Lạc Câu, huyện Lỗ Định, tỉnh Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, gây lở đất. Sáng sớm ngày Chủ nhật, hơn 900 người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp sau đó xảy ra lở đất, một số ngôi nhà bị vùi lấp chưa rõ thương vong. Cột gió mạnh của trận lốc xoáy đã xuất hiện trên sông Kỳ Tài, Hắc Long Giang. Hôm Chủ nhật, cơn lốc xoáy hiếm gặp xuất hiện trên sông Kỳ Tài, tỉnh Hắc Long Giang với những cột gió mảnh mai vươn thẳng lên trời. Một nhân chứng cho biết đây không phải là cơn lốc sao. Một trận mưa lớn bất ngờ xảy ra ở Đại Liên, Liêu Ninh. Trên đường phố xuất hiện thác gành, xe điện của nhiều người đi xe bán tải bị cuốn trôi, một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước. Một nhân chứng sợ hãi gào thét lên, ôi ôi Chúa ơi! Lũ lụt nhanh chóng xảy ra trên đường phố Đại Liên, xe điện của nhiều nhân viên giao hàng bị thác gành cuốn trôi. Một số tay đua bám chặt vào nó, chìm và nổi trôi trên mặt nước với nhiều chiếc xe điện. Cũng có những tay đua bị vấp và đuổi theo xe điện trong gành thác. Ngoài ra còn có người và phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều cống rãnh ở Đại Liên tràn nước. Nước từ cống chảy ra cao hơn 1 mét, người ta gọi là suối Bảo Tú. Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối tháng trước, để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước ở nhiều nơi ở Hà Bắc, khiến vô số người thiệt mạng. Lũ lụt làng mạc, tàn phá đất nông nghiệp và thiệt hại nặng nề. Tính đến ngày Chủ nhật, làng Nhâm Trang Tử ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc vẫn bị lũ lụt bao vây. Người dân địa phương cho biết nước sẽ tiếp tục chảy như thế này. Mực nước phía Tây cao hơn phía Đông nửa mét và đến ngày Chủ nhật, hồ chứa nước Minh Lăng vẫn xả lũ khiến người dân lo ngại. Cùng ngày, một trận mưa lớn cũng bất ngờ đổ xuống Thâm Quyến, Quảng Đông chỉ trong hơn một giờ. Nhiều khu vực rộng lớn trong thành phố bị ngập lụt, biến thành phố thành đại dương bao la. Nhiều ô tô bị nhấn chìm trong nước. Một con đường bị sập ở làng Tam Hà, đường Đại Lãng, quận Long Hòa khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi tại các thị trấn bị ngập lụt ở Đông Quan, Quảng Đông và rơi xuống hố bị sập. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông khiến đường phố ở nhiều thị trấn làng mạc bị ngập lụt. Nhiều phương tiện ngập trong nước, ô tô, tủ lạnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tại thị trấn Hổ Môn, mưa lớn kéo dài 3 giờ liên tục, đường phố ngập nước, nhà để xe dưới lòng đất bị phá hủy hoàn toàn. Thống đốc tỉnh Hà Bắc đến thăm khu vực thảm họa sau lũ lụt và bị các nạn nhân chặn lại và thẩm vấn. Để bảo vệ Bắc Kinh và Tây An trước mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, chính quyền đã xả lũ tại nhiều nơi ở Hà Bắc mà không báo trước, gây lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng và mất nhà cửa. Sau khi lũ rút, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nhạc Phong đã dẫn quan chức địa phương đến khu vực xảy ra thảm họa nhưng bị các nạn nhân chặn lại và bị thẩm vấn. Nhiều người mặc thường phục duy trì sự ổn định tại hiện trường và các cuộc đụng độ đã nổ ra với người biểu tình. Người dân vùng thảm họa hò hét, chúng tôi đang tìm thống đốc, chúng tôi đang tìm thống đốc. Thống đốc Hà Bắc vẫn trốn trong xe không dám xuống gặp dân làng, cuối cùng bỏ đi. Thưa quý vị, mưa lớn lũ lụt làm ngập đất nông nghiệp ở huyện Thông Hà, tỉnh Hắc Long Giang tuần trước. Tại huyện Thông Hà, Cáp Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang, người dân không thể bảo vệ được bờ kè và chứng kiến đất nông nghiệp của mình bị ngập lụt. Người dân địa phương nói trong tâm trạng bất lực cho biết, kết thúc, mọi công sức của bạn những ngày này đều trở nên vô ích. Mưa lớn, sấm sét, gió mạnh, mưa đá xảy ra ở Chiết Giang. Chiết Giang đã phát đi 147 tín hiệu cảnh báo liên tiếp. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã nâng cấp cảnh báo mưa bão màu vàng lên cảnh báo màu cam. Quận Tây Hồ và nhiều nơi khác có mưa lớn, cục bộ có mưa đá kèm theo dông và gió giật mạnh cấp 8, cấp 10.
Quý vị thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, 3 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên trong vòng 70 phút. Mỗi trận có cường độ 4,0 độ Richter và 2 trận động đất mạnh 3,4 độ Richter. Mỗi trận có tâm chấn 10 km, một số tuyến đường sắt đã bị đóng cửa khẩn cấp. Các trận động đất ở mức độ khác nhau được cảm nhận khắp tỉnh Tứ Xuyên. Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo trước, gây ngập lụt nhiều nơi. Hiện nay sau lũ lụt, một lượng lớn người dân vẫn chưa có nhà cửa. Việc lộ một tài liệu của chính quyền Hà Bắc đã khiến dư luận dậy sóng. Tài liệu thảm họa lũ lụt Bảo Định tiết lộ nạn nhân chỉ được bồi thường 20.000 nhân dân tệ. Gần đây, thành phố Trác Châu, huyện Lai Thủy, thành phố Cao Bắc Điếm, thành phố Định Châu và những nơi khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố Bảo Định đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, thành phố Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số thương vong lớn nhất. Hồ sơ bồi thường sau thiên tai của thành phố Bảo Định bị lộ khiến dư luận phản đối kịch liệt. Thông báo nêu rõ các nạn nhân sẽ chỉ được bồi thường 30 nhân dân tệ mỗi ngày trong tối đa 15 ngày. Gia đình các nạn nhân chỉ được nhận khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ. Trong khi nếu nhà bị sập, mỗi hộ gia đình sẽ được bồi thường tối đa 40.000 nhân dân tệ. Nếu cánh đồng không thu hoạch được, khoản trợ cấp là 9 nhân dân tệ mỗi mẫu. Thông tin này bị phanh phui, gây ra nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Một số cư dân mạng than thở rằng, trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, mạng sống con người thực sự vô giá trị, làm sao họ có thể sống được với số tiền ít ỏi này. Một số người cũng cho rằng thương vong do lũ lụt gây ra quá lớn, đến mức chính quyền địa phương không đủ khả năng chi trả. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Hà Bắc và gây thiệt hại nặng nề. Một cư dân mạng ở Trác Châu tiết lộ, một trận lũ đã trôi qua nửa tháng, nhà của anh vẫn bị tàn phá nặng nề, không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Người dân Trác Châu cho biết hôm nay là ngày thứ 15 lũ lụt vẫn chưa có nước, than ôi, không có nước, không có điện, khi nào mới nối được. Còn nạn nhân của trận thiên tai ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc hiện vẫn đang vô gia cư và chờ được giải cứu. Trước đó, tại khu vực bị thiên tai Tiểu Gia Bảo thuộc thị trấn Dương Phong Cảng, Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, một số người tị nạn đã kêu gọi quan chức địa phương và phàn nàn rằng trong làng nước vẫn còn ngập sâu vài mét, nhà của họ không thể ở được và họ vô gia cư. Quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác không được mang ra nên nhờ chính quyền giúp đỡ. Lũ lụt ở một số khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc Trung Quốc hiện vẫn chưa rút, các nạn nhân phải tự lực cánh sinh. Tại các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, vựa lúa của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhiều ngôi làng dọc sông bị phá hủy do lũ lụt do chính quyền xả ra. Hiện tại, đường xá, thông tin liên lạc trong vùng thiên tai bị gián đoạn, các nạn nhân chỉ có thể tự cứu mình. Bà Ren, một người dân ở Mậu Đơn Giang cho biết, nước vẫn đang xả, không ai đến giải cứu người dân ở đây, các vùng nông thôn đều phải tự lo liệu. Bờ sông bị ảnh hưởng nặng nề, không ai có thể quay lại. Đường xá bị cuốn trôi, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhà nào cũng ngập trong nước lũ. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo trước khiến người dân ngập lụt. Hiện nay lũ lụt đã rút, một số nạn nhân đã đăng video tiết lộ tình trạng bi thảm tại các vùng bị thiên tai. Kể từ giữa tháng trước, tại Bắc Kinh, Thiên Tân và các khu vực phía Bắc khác đã xảy ra mưa lớn đột ngột, trong khi ở phía Nam xuất hiện mưa lớn hoặc mưa lớn rải rác, nhiều nơi nhiệt độ tăng cao. Có một trận mưa đá hiếm hoi ở Hàng Châu, Chiết Giang. Cùng ngày, mưa đá bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở Thượng Hải. Gần đây, mưa lớn bất ngờ đổ xuống miền Bắc Trung Quốc để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ quy mô lớn mà không báo trước, khiến nhiều nơi ở Hà Bắc bị ngập lụt, đặc biệt là thảm họa nghiêm trọng ở Trác Châu. Sau khi lũ rút, một người dân địa phương đã tung video trực tiếp mô tả tình hình bi thảm ở vùng thiên tai. Một nhiếp ảnh gia cho biết, tôi đã tưởng tượng rằng lũ sẽ rút và đường phố sẽ tràn ngập những mảnh vụn bị bỏ hoang. Nhưng khi tôi bước xuống phố, hiện thực đã đập tan ảo tưởng cuối cùng của tôi. Một video khác cho thấy một số người dân bị mất nhà do lũ lụt và phải ngủ ngoài đường. Kính thưa quý vị khán giả, áp lực lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vẫn rất cao. Theo Tân Hoa Xã, từ đêm ngày thứ 2 đến đêm thứ 3 vừa qua, khu vực miền núi và phía Nam Cát Lâm sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Hiện nay, mực nước nhiều nơi dọc sông Tống Hoa số 2 đã vượt mức báo động, tình hình kiểm soát lũ khá nghiêm trọng. Đài quan sát khí tượng tỉnh Cát Lâm đã nâng cảnh báo mưa bão màu xanh lên cảnh báo màu vàng vào lúc 5 giờ ngày thứ 2. Dự kiến từ đêm thứ 2 đến rạng sáng ngày thứ 3, các khu vực phía Đông và phía Nam Tống Nguyên, Trường Xuân, Tứ Bình, Liêu Nguyên, Cát Lâm và phía Bắc Thông Hóa sẽ có mưa lớn, khả năng xảy ra lũ lụt và thảm họa địa chất.
tỉnh Cát Lâm hứng chịu mưa lớn kể từ cuối tháng trước, khiến mực nước sông Tùng Hoa dâng cao gần một nửa trong số 100.000 ha đất canh tác ở huyện Nông An nằm dọc theo sông Tùng Hoa số 2 bị ngập lụt và 40.000 người ở 4 thị trấn, 16 làng và 73 làng tự nhiên bị đe dọa. Chính phủ Trung Quốc ngày 26 tháng 9 cho biết số người chết hoặc mất tích vì lũ lụt trên khắp đất nước đã lên tới gần 1.700 người, đồng thời chính quyền cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn. Hôm thứ Tư, 34 quận và thành phố ở Giang Tây đã trải qua nhiệt độ khắc nghiệt trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây một lần nữa đưa ra cảnh báo đỏ nhiệt độ cao. Đây cũng là mức cảnh báo nhiệt độ cao nhất được tỉnh Giang Tây đưa ra trong 2 ngày liên tiếp trong năm nay. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, hôm thứ Hai, nhiệt độ cao nhất các trạm thời tiết tại 86 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Giang Tây vượt qua 37 độ C, trong đó 34 huyện, thành phố có nhiệt độ tối đa trên 40 độ C. Với huyện Tuy Xuyên là cao nhất với nhiệt độ 41,2 độ C. Được biết, cuối tháng trước, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao xảy ra ở hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tây. Sau khi bước vào tháng này, toàn tỉnh Giang Tây lại hứng chịu nhiệt độ cao kéo dài. Trong đó, vùng có nhiệt độ cao với nhiệt độ mặt đất trên 50 độ C có diện tích 2,162 triệu mẫu, chủ yếu nằm ở vùng cát của các đô thị và dòng sông. Vùng có nhiệt độ cao với nhiệt độ mặt đất 45 độ C đến 50 độ C có diện tích 9,182 triệu mẫu, chủ yếu tập trung ở Tây An, khu đô thị hoặc đất khô ở trung tâm thành phố. Khu vực có nhiệt độ cao trên mặt đất là khoảng 40 đến 45 độ C có diện tích 66,169 triệu mẫu, chủ yếu nằm ở các vùng đất nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, nhiệt độ cao kéo dài đã khiến nhu cầu điện của người dân tăng cao và phụ tải điện của lưới điện Giang Tây liên tục đạt mức cao mới. Lúc 11 giờ 21 phút ngày thứ Hai vừa qua, phụ tải lưới điện Giang Tây đạt 11,33 triệu kW. Đây là lần thứ 3 trong mùa hè này đạt mức cao kỷ lục và cũng là lần đầu tiên phụ tải lưới điện Giang Tây vượt 11 triệu kW.